Các mẹ thấy không, khi mà bé em bé mới sinh ấy, bé tí xíu như thế này, đây là em bé nhựa, nhưng mà chính vì bé như thế nên là mẹ Mai cũng như là rất nhiều các mẹ thì rất là lo, thật sự là lo việc mà tắm cho em bé thì sợ là mình trượt tay hay là em bé lọt thỏm, thậm chí là em bé có thể rơi vào chỗ nước, rất là lo lắng. Vậy thì hôm nay thì chúng ta sẽ đến với các cô hộ sinh để lắng nghe xem là bằng những cái kỹ thuật rất là cơ bản và rất là chính xác thì các cô sẽ hướng dẫn để cho các mẹ yên tâm như thế nào nhé. Bây giờ thì chắc là sẽ nhường lại phần cho các cô hướng dẫn. Buổi hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tắm bé và cũng như là cái cách mà chuyển tay khi mà em bé còn non như thế này. Chuyển từ tay nọ sang tay kia là kỹ thuật khó nhất trong một buổi tắm bé. Nhưng còn các cái kỹ thuật khác thì nó cũng không quá là khó so với một buổi tắm bé đâu. Bởi vì thời tiết này rất là lạnh, thế nên là mình phải đảm bảo nhiệt độ phòng. Nhiệt độ phòng thì là mình cứ để từ 28 độ, nhiệt độ ấm. Và nếu mà tắm trong phòng ngủ của mình thì mình có thể là chuẩn bị thêm một cái máy sưởi dầu để cho nó khỏi phát ra những cái tia sáng quá của những cái đèn sưởi halogen ấy. Có thể tắm tại phòng tắm cũng được, với điều kiện là phòng tắm phải ngay gần phòng ngủ, để khi mà tắm xong cho em bé thì di chuyển em bé từ phòng tắm vào phòng ngủ Gần nhất. nó gần nhất có thể để em bé khỏi mất nhiệt. Phương tiện thì là mình sẽ chuẩn bị một chiếc chậu rửa mặt, khăn rửa mặt riêng. Mình chuẩn bị hai màu khăn là gì, một màu khăn là để rửa mặt và một màu khăn là để tắm. Tiếp theo là cái chậu tắm to để khi mà tắm cho em bé, tắm thả chậu sữa tắm cho em bé này, và tăm bông và nước muối sinh lý để nhỏ mắt. Tắm cho em bé xong, từ bên chậu mình sẽ nhấc em bé sang bên khăn này, mình sẽ chuẩn bị hai khăn để lau khô cho em bé và thấm cho mình, không là trà sát ra em bé như thế này. Và khi nhấc em bé từ chậu lên khăn luôn thì mình cũng đóng bỉm luôn để tránh hiện tượng là em bé có thể tiểu tiện, thì nó sẽ đỡ bẩn cho tất cả những quần áo sạch này. Sau khi lau em bé xong thì mình sẽ làm mặc quần áo cho em bé đây. Mình chuẩn bị ở dưới này là áo này, một bộ quần áo mặc cho em bé tại bệnh viện. Một áo, một tã chéo và một chăn. Và cái bỉm nữa mình đã đóng rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào tắm bé. Đầu tiên là mình sẽ bỏ khăn của em bé ra này. Mẹ Mai thấy là để mà tắm bé thì có khi là cái thời gian nó ngắn thôi, nhưng mà cái khâu chuẩn bị thì rất là nhiều đúng không? Ngoài bên cạnh những cái đồ đạc thì mình còn phải chuẩn bị cái điều gì nữa không khi mà tắm cho con ạ? Chuẩn bị chăm sóc cho em bé thì cái tinh thần mà là giữ một mức là lạc quan nhất có thể, bởi vì là em bé nó rất là tinh, nó nhận ra ngay những cái mà tiêu cực của người chăm sóc bé, những cái đó tác động không hề tốt đến em bé, thì là tốt nhất là cắt hết móng tay, cắt cụt và mài nó tròn đi để không bị làm ảnh hưởng đến em bé. Thứ nữa là không đeo trang sức gồ ghề hoặc là đồng hồ, mình tháo hết. Nếu mà nhẫn trơn thế này thì có thể ok, nhưng mà nếu mà nhẫn mà gồ ghề, nhẫn kim cương thì mình có thể tháo ra. Thế bây giờ mình sẽ vào các bước của tắm bé nhé. Các mẹ ơi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tập tắm bé nhá. Mẹ Mai rất là háo hức rồi, vì nãy đến giờ thì được nghe rồi đúng không bác? Em Chắc bé mình của mẹ Mai chẳng nên là không được no quá hoặc đói quá à đấy. vâng Thì cách à, cái giờ ăn cái khoảng này 1 phải giờ chuẩn đồng hồ bị. ra, mình sẽ mở khăn của em bé ra này. Vì là nhiệt độ phòng đảm bảo rồi cho nên là mình có thể mở hết. Đó, mình sẽ gội đầu, rửa mặt trước, sau đó gội đầu. Rửa mặt thì mình sẽ rửa chậu này nhỉ. Đúng rồi ạ. Cái đồ bẩn này mình sẽ để riêng ra một góc ạ. Tiên là mình sẽ có trộn nước này rồi, mình làm ướt khăn này. Đó, mình rửa mặt đầu tiên, bao giờ cũng phải rửa mặt đầu tiên nhé. Để tựa vào người mình. Đó. Rửa mắt từ bên khóe mắt bên ngoài và hốc mắt này. Đó. Nếu vẫn còn bẩn mình đổi vị trí nhé. Mỗi lần rửa mắt là mình đổi vị trí khăn một lần này. Đó, nếu hết bẩn rồi mình chuyển sang mắt bên kia. Nên là rửa trán này. Để mẹ rửa trán cho con này. Rửa má này. Rồi, rửa cái miệng xinh này, ăn sữa ra này. Đấy, rửa cằm này. Đấy, mũi này. Rửa sang bên kia. Và rửa phần tai. Đó. Phần tai này các bé ra mồ hôi rất là chua này. Đó. Và rất dễ bị hâm cái vị trí này. Đó. Sau đó xuống cổ. Đó. Bây giờ mình chuyển sang tư thế gội đầu cho em bé nhé. Cái chuyển động tác này cũng hơi khó với các bạn là em bé, bởi vì là các bạn rất là non nớt thì mình phải cẩn thận cái động tác này nhé. Đây, tay phải đối diện mình sẽ đỡ hết phần lưng và mông vai của em bé này, đỡ phần gáy của em bé. Sau đó nhịp thứ hai mình tay trái của mình cho vào mông của em bé, đưa em bé ra. Lúc này là cũng cố gắng sát em bé vào người tối đa để làm sao ấp vào người luôn như thế này. Mình sẽ bế em bé kiểu cắp bóng như thế này. Cái tư thế của gội đầu nhá là mình sẽ bịt hai tai của em bé bằng hai ngón cái và ngón giữa để cho nước khỏi vào tai của em bé. Đây, đây là phần tai này. Giờ giả dụ là cái này có thể gập được, mình gập vào trong này. Bên này cũng như vậy. Đó, Kẹp kẹp lại như thế này. Em bé khỏi nước vào tai, em bé khỏi sợ nữa. Đầu tiên mình làm ướt đầu này. Ướt đầu.
Đấy, sau đó thì là cho xà phòng ra tay, xoa tay một chút, sau đó đưa lên tóc vội. Nhà mách nhỏ thì các mẹ, ví dụ như bạn nào mà tóc bị cứt trâu ấy, thì các bạn có thể là dùng cái dầu massage của em bé bôi lên trước khi tắm khoảng độ 15-20 phút cho nó mềm ra. Và sau lúc mình tắm thì nó cũng Bẩn ra nở rồi ra rồi, đúng không? Nó sẽ đi nhanh hơn, chứ các mẹ đừng cố gắng là cậy khi mà gội đầu như thế này, gây tổn thương da đầu cho em bé. Và chú ý là cả phần gáy của em bé mình mồ hôi ra rất là chua này. Đó. Mình có thể lấy khăn tắm, mình lấy gội đầu này. Sau đó mình lau. Khi đã gội đầu xong rồi, mình lấy một ca nước mình lấy trong trộm sạch ra để mình chả tráng lại cho em bé. Hoặc là mình có thể giặt sơ khăn ở đây đi, sau đó thì mình lấy nước ra, sau đó thì lấy khăn ở đây cho. Và mình vắt khô cái khăn này đi. Vắt khô cái khăn này để làm gì? Để mình lau cái đầu cho em bé. Mùa đông này mình cố gắng làm khô đầu tối đa để tránh mất nhiệt, thì sau đó mới tắm thì nó không mất nhiệt cho em bé. Đó, nó không bị lạnh ấy. nó không bị lạnh. Còn nếu mà cô chuẩn bị được một cái khăn nữa lau khô nữa thì tốt hơn. Mình đang cần tắm, mình sẽ chuyển em bé lại vị trí như cũ nhé. Tay mình sẽ đỡ phần mông này, đó, xoay em bé ra và áp lại phần người mình như thế này. Đó. Sau đó thì là cùng với người phụ, mẹ Mai sẽ cùng với mình là nắm tay em bé cho em bé khỏi sợ. Sau đó thì thả em bé vào nước dần dần. Đầu tiên là một chân một, thì sau đó thì chân rồi đến mông rồi đến mới đến ngập đến vai. À, tức là phần Đó. chân trước ạ. Thông thường mình không biết thì mình nghĩ là sẽ là phần mông, mình chạm cho em bé chạm mông vào nước trước. Mẹ Mai sẽ cầm tay em bé cho em bé vào giật mình nhá. Nào, bọn mình cùng xuống nước nào. Chân xuống trước này. Đấy, ok. Giữ chân ra này, đó. Thì cái đầu của em bé mình giữ cao hơn một chút để cho khỏi bị nước vào mặt. Đó. À, mình sẽ tắm bằng khăn cũng được, hoặc là tắm bằng tay với xà phòng cũng được. Tùy các mẹ thôi, nhưng mà nếu mà tắm bằng tay thì bằng khăn thì nó sẽ cảm giác nó sẽ sạch hơn một chút. Vâng. Mình sẽ làm ướt khăn này, lấy nước xà phòng vào đây này, đó. Mình kì nhẹ nhàng từng chút một này. Vì lúc nãy phần cổ mình đã gội đầu rồi, mình đã rửa mặt và gội đầu, mình đã làm sạch phần cổ và gáy rồi. Nên mình làm phần sạch phần nách của em bé này. Đấy, phần tay này, các cái nếp gấp này mình làm chú ý làm sạch này. Bởi vì là các cái mồ hôi nó ra ở đây và các kẽ tay nữa. Kẽ tay này mình kì từng cái kẽ tay một, rất là chua đấy. Đó. Đấy, đến phần ngực cũng vậy. Phần tay này cũng vậy nhé. Mình sẽ để tắm kỹ các cái nếp gấp này, các kẽ tay này. Đó. Đấy, phần bộ phận sinh dục nhé. Đó. Vì hôm nay là mình hướng dẫn các bạn trên bé nam, thế còn nếu mà bé nữ thì bạn lên rửa sẵn bộ phận sinh dục ở ngoài. Ví dụ như bé ị hoặc bé tiểu tiện ra thì mình sẽ làm sạch cho khỏi bẩn cái chậu nước đó. Phần chân cũng vậy nhé, các bạn chú ý cái phần các cái nếp gấp này. Đó. Cũng như là các phần kẽ chân này. Đó. Và mình rửa riêng bộ phận sinh dục nhé. Đó. Đó, tay mình thật là nhẹ nhàng lách vào những cái chỗ như thế này. Mình rửa thật nhẹ cho em bé. Đó. Đó. Và sau lấy nước kỳ lại, dội lại. Đó, mình sẽ cho em bé nằm lên tay này. Đó. Đó, nằm lên tay, cả một cái tay của mình cho em bé áp vào người vào đây như thế này. Và em bé cũng quay mặt sang một bên nhá. Vì Đấy, em bé khó này ghê cơ, là các mẹ phải tập trung chỗ này nha. em bé này cũng không, cái khớp đầu không quay được, cho nên là mình sẽ nói để các mẹ hiểu nhé. Quay đầu sang một bên rồi khỏi nước vào này. Đó, thế này. Mình cũng làm ướt lưng em bé này. Và hầu như các bạn đang khóc thì khi mà nằm sấp là các bạn sẽ nín ngay, các bạn rất thích nằm sấp. Đó. Kẽ mông này. Đó. Đó. Và hai cái lằn mông này. Các bạn thì nếu mà bạn nào trộm vía thì sẽ rất là mũm mĩm cái chỗ này, các bạn cố gắng là làm sạch. Nếu không các bạn sẽ dễ hăm. Đó. Đó. Thì các bạn sẽ tráng lại người cho em bé này. Thế. Xong rồi. Mình cho em bé ngửa lại và đưa em bé lên chậu. Cho em bé nằm vào khăn đấy ạ. Và mình sẽ mặc bỉm cho em bé luôn để tránh hiện tượng là em bé sẽ tiểu tiện ra và sẽ hỏng cái chỗ quần áo mới, đúng không ạ? Đó, ok. Đặt vào thôi. Đấy. Mình sẽ chuẩn bị để sang đây cho tiện tay nhá. Và ấp vào cho nó em bé khỏi lạnh đã này. Để lau cho em bé đã này. Đó. Lau tóc, lau đầu đã khô rồi đúng không? Đó, mình sẽ lau như thế này. Mình sẽ ấp như thế này chứ mình không chà sát. Đó, khi mà em bé đã, cái lượng nước đã được lấy đi, bỏ khăn này đi. Ok. Cố gắng là đừng nhấc cao em bé như này vì nó ảnh hưởng đến cuộc sống. Đấy, mình chỉ nghiêng người như thế nào, nhanh tay. Sau đó mình lại đậy em bé lại. Rồi, ok.
đóng bỉm cho em bé này. Lúc đấy mình mới để tạm vào để em bé khỏi bị tiểu tiện ra thôi. Đó, mình đóng bỉm vào. Và mình bộc lộ phần rốn ra này. Ví dụ những bạn nào mà chưa dụng rốn thì mình cố gắng là mình sẽ dùng cái nước muối sinh lý, và mình sẽ không 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 dùng cồn, bởi vì là quy định mới của Bộ Y tế là bây giờ mình không cần dùng cồn để làm khô rốn cho em bé nữa rồi. Đấy, mình chỉ cần làm khô càng tốt thì sẽ càng nhanh rụng rốn. Nếu còn bạn nào đã rụng rồi thì mình chỉ cần lau khô thôi. Trước khi mà mình làm rốn cho em bé hay là nhỏ mắt cho em bé thì mình phải sát khuẩn tay nhanh, hoặc là mình rửa lại tay. Đây, ví dụ là bạn này vẫn còn rốn đúng không ạ? Thì mình sẽ nhỏ trực tiếp vào cái phần chân rốn của em bé này, lấy bộ tăm bông lau thật sạch những cái phần mà nước muối sinh lý còn thừa, hoặc là những cái phần mà lau nó còn để lại màu trên tăm bông, lau đến khi nào tăm bông trắng thì thôi là mình sẽ bỏ. Mình mặc áo cho em bé nhé. Ở viện là sẽ mặc ngược áo như thế này, còn ở nhà thì các bạn có thể tùy chọn nên mặc áo body, hoặc là những cái áo mà nó không không để lại các cái đường hằn hoặc đường gấp cho em bé thì là tốt nhất đó. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thì dùng loại áo riêng cho em bé này, rất là nhiều chất cotton và không có khuy ở đằng sau, cũng không có dây gì cả, để khi mà mặc cho em bé thì nó không bị hằn ở lưng, sẽ gập ngược lên như thế này. Cái quy trình này thì hầu như ở viện là các mẹ không phải mặc rồi này, các cô hộ sinh, các cô điều dưỡng, các cô tắm cho em bé, và khi trả về các mẹ đã như thế này rồi, mình sẽ quấn em bé dưới 2 phần 3 cơ delta này. Để cái quấn tã này Đó. rất là khó, Để cho quấn vừa phải một chặt lực, không bị chẽ. chặt quá, không bị là lỏng quá, em bé có thể vung ra, không chặt quá em bé khó chịu. Đó. Đưa sang dắt ở bên cạnh để không bị đau ở lưng. Đó. Rất là vừa vặn. Và mặc chăn cho em bé. Đây. Rồi sau đó mình sẽ chăm sóc mắt cho em bé sau nhé, bởi vì là cho em bé đỡ lạnh đã. Mình lại tiếp tục sát khuẩn tay nhanh này. Đó. Và nhỏ mắt cho em bé. Đó. Đấy, mình nhỏ vào gốc hốc mắt này. Giơ tay cao này. Đó. Chấm vào cái phần này tự nó thấm ra chứ không chạm vào trong mắt của em bé. Vậy là đã tắm xong cho em bé rồi. Bây giờ là tắm xong thì nên đến giờ tút ti nhỉ? Nếu Thôi, các mẹ thân mến, vậy là em bé đã tắm xong rồi, lúc này thì trông em bé rất là sảng khoái đúng không? Nếu như mà các mẹ tắm cho con của mình thì cũng lưu ý nhớ những cái điều mà các cô vừa mới dặn, vì đó cũng là những cái phương pháp chuẩn nhất để mà chúng ta có thể thực hành cho con mỗi ngày. Và với cái cách chăm sóc như thế này thì mẹ Mai hoàn toàn yên tâm khi mà mình đã có một cái trải nghiệm rất là thú vị. Hy vọng là các mẹ cũng sẽ có trải nghiệm và chăm sóc con thật tốt giống như là phần bác hướng dẫn, và mẹ Mai cũng sẽ làm được như vậy.